Mến chào cả nhà. Hôm trước mình cắt tỉa cây hoa giấy để Tết cho nó hoa đẹp đó. Hôm nay hoa nó ra nè các bạn. Và mình sẽ cắt tỉa thêm một lần nữa thì cây hoa giấy đến Tết hoa nó nhiều hơn và nó đẹp hơn nữa nha các bạn. Các bạn nhớ cái cây lúc mình cắt không? Nhánh tùm lum hết trơn mà bữa nay hoa nó ra nè. Nhưng mà mình cũng phải cắt tỉa thêm một lần nữa, giúp cho cây hoa giấy nó đẹp hơn nữa nha cả nhà. Đây, cây này là cây mình ở dưới đất nè. Thân cây là làm từ cái hôm giống to đùng đó, mình có quay cho các bạn cùng xem đó, hôm trước đó. Bữa nay hoa nó ra như thế này nè, rất là đẹp luôn. Nhưng mà còn tầng dưới nữa, mình còn cắt tỉa thêm một lần nữa và mình bón thêm tí phân vô. Thì cái phân NPK các bạn giúp cây bông nó đẹp rực rỡ hơn. Mình bón phân cho cây, thứ nhất là mình giúp cho cái cây, cái gốc cây của mình nó tốt hơn và cái tàn nó nhiều hơn, cái tàn nhánh hoa giấy nó xum xuê hơn các bạn, và bông thì nó trổ rực rỡ, màu sắc nó đẹp hơn. Ở quê mình thường gọi là phân tiêu xanh chứ không phải gọi là phân NPK. Còn trong cái hiệu thì mình để là NPK và 30 10 10. Thường thì một bịch phân như vậy là 26.000. Các bạn một chậu như vậy thì các bạn chỉ cần bón một muỗng cà phê, một tuần bón một lần. Hoặc là các bạn trồng ở nhà thì một tháng hoặc là hai tuần bón một lần cũng được, giúp cho cái cây hoa giấy mình màu sắc nè, rồi cái bộ rễ nó chắc, nó đẹp hơn nha các bạn. Đây các bạn xem gì mình cắt nè. Những cái chùm hoa giấy to cũng cắt bỏ luôn. Chịu khó cắt tỉa thì giúp cho cây hoa giấy á, nó bung tàn, nó rất là đẹp luôn. Gọn gọn lại, từ từ cái nó nở ra nữa đẹp lắm. Cây này mà chịu khó thì theo danh là đẹp lắm, còn bỏ lúc nó không có đẹp. Các bạn cứ tính là còn 2 tháng nữa Tết là các bạn cứ cắt tỉa cây hoa giấy, rồi ngưng tưới nước nó vài bữa xong các bạn tưới lại. Thì đúng ngay vào dịp Tết đó, cây hoa giấy nó rất là đẹp luôn. Bây giờ mà các bạn mua hoa giấy về đó, là chăm sóc đúng Tết là hoa nó sẽ rất là đẹp và lâu tàn luôn. Còn các bạn mua về đó, thì thường đó là một tuần, hai tuần sau là bông hoa giấy này nó sẽ rụng hết trơn luôn. Rồi các bạn sẽ phải ra chậu mới cắt tỉa những cái nhánh nó hết đi. Rồi Tết á, hoa nó ra một đợt nữa rất là đẹp luôn. Những chủ mà cửa hàng bán cây cảnh á, thường là họ đến quê mình mua vào dịp này nè các bạn. Và về á, là họ để yên và chăm sóc tưới nước thêm á. Đúng Tết là hoa bung nở bán, cái cây nó bền và nó sức sống nó khỏe hơn. Là khi mà bạn mua đem về như vậy nè, là cái gốc nó bị động hết trơn à, rồi bông nó rụng hết, bán rất là khó một tuần sau, nên thường là người ta đến mua rất là sớm. Mua như vậy nè, đem về mà dưỡng lại tới một tháng nữa là bông bung ra là đẹp lắm, bán nó dễ hơn nữa. Nhiều bạn sợ mua sớm quá cây hoa giấy nó không đẹp. Không phải, các bạn về các bạn chăm sóc và các bạn thay chậu mới, bón phân bón đất vô, cái chậu hoa giấy các bạn nó đẹp hơn. Và nhớ là cắt tỉa bớt nhánh đi, nó giúp cho cái cây hoa giấy các bạn sẽ tốt hơn nữa. Sớm mình mùa này là rất là vui nha các bạn, người ta mua bán tấp nập vậy đó. Những cái xe mà chở dọc đường các bạn thấy đủ màu sắc, trông rất là vui luôn. Và đặc biệt hoa giấy là bán quanh năm nha các bạn, chứ không phải là Tết mới bán nhiều, mà thường là hoa giấy được các khu du lịch hoặc là các công trình mua nên sẽ bán được quanh năm. Nên mình hướng dẫn là giúp các bạn cách trồng, cách chăm sóc hoa giấy để các bạn biết là cây hoa giấy này là người ta trồng, nhiều khi người ta xài quanh năm luôn, chứ không phải như những cái loại hoa kiển khác. Rồi, hôm nay thì dì mình bán được tới một xe hoa giấy luôn.
Cái này là hoa giấy cẩm thạch ghép đó các bạn, siêu bông, lúc nào nó cũng có bông hết trơn, 2 tháng nó ra bông một lượt đó. Các bạn mua về thì chăm sóc cắt tỉa thì những cái chậu này nó sẽ lớn hơn và nó đẹp hơn nữa. Rồi mình quay cho các bạn cùng xem của cái xóm hoa giấy mình buôn bán luôn. Thường thì tháng này là bán rất là nhiều luôn đó các bạn, vì chuẩn bị Tết Tây luôn nè, nên hoa giấy xóm mình bán rất là nhiều luôn. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn luôn. Xin chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc.